Dạ, con kính chào ông hai và chào tất cả cô chú anh chị. Và hôm nay cũng gặp gỡ ông hai và cũng chia buồn cùng bác Trọng. Mà vừa qua bác Trọng đã mất thì cả nước mình đều ai cũng hối tiếc là bác đã ra đi. Và ông hai thì có cái lời gì để mình chia buồn cùng bác Trọng không ông hai? Nam mô Di Đà Phật, kính thưa tất cả anh em đồng đạo gia đình kính mến. Theo tôi nhận định, xét thấy bác Trọng là một nhân tài của đất nước. Cũng nhờ ngài mà thời gian trôi qua đó, ngài thanh lọc đi những cái tham quan rất nhiều, đỡ khổ cho dân chúng, đỡ khổ cho cái nền kinh tế của đất nước. Nếu không thì đất nước mình không biết đi tới cái chỗ ra sao, dân nó khổ cho mà thấy. Thì ngài ra đi đó cũng rất đáng tiếc và đáng buồn. Nhưng mà con người thì ai cũng phải vậy, nằm trong quy luật sinh lão bệnh tử, già thì phải chết thôi. Nhưng mà mình chỉ tiếc cho một người nhân tài mà ra đi sớm uổng, cũng như là cơ giảng cũng có nhận định thời kỳ này thì là triệt phá những cái tham quan ô lại để báo dân báo nước, thì bên đất nước thì có bất đồng, cũng như bên tôn giáo thì Thích Minh Tuệ. Thì song song cùng một lúc, đất nước Việt Nam mình là cái phước lớn, sau này là mình sẽ là đại bang, cho nên cái phần phước Việt Nam mình chưa qua cái giai đoạn tẩy trần mà đã có cái phước được vậy rồi. Thì bà con xét thấy cái cơ giản của các Phật lập phàm để bị dạy chúng sanh mà lộ cơ giản ngày nay, nên đồng đạo thấy nó lộ ra hết vậy đó. Mình phải tin tưởng và ráng tinh tấn nha, để tu cho nó kịp cái kỳ, cái bến đò chờ kỳ chót này, chuyến đò chót này, để thôi không kịp. Dạ, thì vừa qua thì cũng có một đoạn clip là đăng tải hình của thầy Thích Minh Tuệ lên đó ông hai, nói là ông đã mặc cái áo mà có phát cái bộ y trắng lên gì đó, là cũng như có một cái điềm báo gì trước đó, là sẽ có một tin buồn gì đó, thì cộng đồng người ta cũng cập nhật vào đó. Ông hai có tin có cái xem cái tin này chưa? À, tôi có clip tôi cũng có nhận thấy, thì cái ông Thích Minh Tuệ này mà ổng mặc cái miếng vải trắng đó, đó là cái để chỉ vấn đề cái điềm không tốt, tức là điềm tan, thường thường tan là vải trắng đó. Cho nên trước đó mấy ngày đó mà ông làm như vậy là đi chân cái điềm mà đúng như cái điềm của Bác Trọng qua đời, thì mình thấy đó như vậy. Mặc dù ông không nói ra nhưng mà ông thể hiện cái việc làm của ông ha, như mặc cái miếng mang cái miếng vải đó đó, thì mình thấy mình cũng giật mình đó. Theo tôi nhận định thì nếu mà cái người mà không có được cái huệ nhãn làm sao thấy cái việc này để mà làm trước vậy đó. Cho nên bây giờ đó bà con, ông thể hiện nhiều cái mình thấy cũng đáng đáng phục, đáng kính lắm rồi. Đừng có tiếp tục phá rối ổng nữa, còn các cái gì mà ma tăng ác tăng đó, hoài đầu hướng thiện cho sớm đi, đừng có tìm cách hại ổng nữa, rồi không có chạy khỏi cái luật trời đâu nha, chạy đâu mà cho khỏi. Nếu mà tiếp tục xúc phạm ổng rồi thấy cái cảnh cái quả nó trả. Thì hiện nay thì con cũng nghe tin là thầy đang ở ngoài Nha Trang gì đó không hai? Thì ông Thích Minh Tuệ đó, ổng đã là xuất gia và tâm lực của ổng rất là dũng cảm, là mạnh, mà có thể nói đó, theo nhận định đó, mình thì phàm phu không thấy được rõ ràng, có thể ổng là một vị Phật hoặc là một vị Bồ Tát thừa dưng sắc lệnh của Đức Cực Hoàng Thượng Đế để xuống cái thời kỳ này đó, và để đánh lên một hồi chuông cảnh thức, nhất là triệt loài mặt cái bộ mặt của những cái ma tăng, hai nữa đánh thức cho là thiện nam tín nữ giác ngộ tu hành để vớt được một số nữa để vào cái thời kỳ Thượng Quan Thánh Đức á, chứ không phải là đơn giản đâu.
Cho nên dù ông thích nhân tệ ông đi đâu cũng vậy thôi, vì nghị lực cũng rất mạnh. Mà gọi là xuất gia đó, thì không phải xuất gia phần tướng không. Thí dụ như bây giờ bà con đi đâu xa đó, mình có cái ý định mà không trở về nhà đó, phải không? Ví dụ nhất là đi tu, nhưng mà cái tâm mà không dứt được đó, tức là xuất gia nó có hai phần, tâm và tướng. Cái tướng đi mà cái tâm nhớ, nó cũng lôi mình trở về. Ví dụ nhớ gia đình, nhớ vợ nhớ con gì đó, cha mẹ gì đó, thân bằng những phụ lôi mình trở lại. Còn như ông thích nên trại thì bây giờ ông ly cái đó hết trơn, ông không còn là gì, ông là vô ngã. Cho nên ở đâu thì ông cũng vẫn tu, ở đâu ông vẫn tu đắc đạo hết. Thì không dài con cũng chia nhiều rồi cái đoạn clip nên con ông hai cũng đăng lên cũng được nhiều cô chú chị cũng ủng hộ ông hai và nói ông hai là một người đã hiểu đạo, đã biết được cái những cái chuyện về như đạo lý trong kinh giảng đó ông hai. Thì cũng có cô chú bình luận là khen ông hai là ông hai rất là chân thật hiền. Thì hôm nay thì tụi con đến đây cũng chia sẻ là cái như là ông hai là ở đây là nhà của ông ở đây luôn á ông hai. Tôi ở trên tỉnh Kiên Giang. Hồi trước thì tôi ở đây, nhưng mà tôi đi tỉnh Kiên Giang tôi ở, rồi ở đây còn lại là cái phần đất khu mộ này là của ông già bà già với bà xã tôi đó. Rồi thằng nhỏ này tôi có cái trại này đó, là để về đó mà tảo mộ đồ, có chỗ mình đục mưa đục nắng. Nhưng mà rồi nó ở đây nó không chịu đi, rồi nó cũng có vợ có đứa con, bệnh bây giờ nó cũng không bằng ăn gì nữa, cái phổi nó còn có một bên này. Rồi bắt đầu tôi mới giáo độ nó, thì giờ nó cũng lo ăn chay tu hành thành cái gì thăm lắm đặng mà khuyến khích nó cho nó tiếp tục nó tu á, chứ mình ủng hộ cái này tài chính cho nó vậy thôi. Chứ ngày mai này là tôi về trên bên Kiên Giang rồi. Rồi như vậy là anh ở đây thì anh sống anh làm nghề gì bán nhang hay không ha? Hồi lúc trước á nó bán cũng nhiều thứ lắm, bán ghế 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 inox đó, chở đi vô mấy cái vùng sâu vùng xa bán ế cũng không có sống nổi. Rồi cái lòng vòng bán chiếu bán mùng mền, rồi cái quay bán nhang bán lại quay đất vốn, lại quay đất vốn không biết bao nhiêu trần. Cuộc sống quá tệ, thành ra tôi thì già giúp cho nó cũng nhỏ giọt chứ không có lo đầy đủ được, mình thấy mình cũng buồn. Nhưng mà bây giờ không biết sao, Ông hai về trên đó thì đâu có làm gì được, lớn tuổi thì đâu có làm gì được ra tiền không hay. tôi thì nhờ mấy đứa kia nó mần mướn rồi nó lo, tôi có làm gì nổi. Đi thì hai cái giò nó yếu xìu rồi. Thì 31 tuổi thì hôm nay chắc cũng nhiều năm ta ăn chay được 42 năm rồi. Còn một người con của anh, ông hai nay cũng ăn chay được bao nhiêu lâu rồi? Nó mới giác ngộ đây cũng được cả khoảng gần 2 năm, chắc chưa được 2 năm, cũng gần 2 năm. Cũng nhờ công đức của ông hai Thì mà. cũng khuyến khích dạy dỗ nó biết được cuộc đời nó mới giác ngộ, chứ hồi lúc trước thì nó không có chịu. Rồi để trò chuyện trò chút xíu rồi con quay trở lại với ông hai á, để vô nói chuyện với người anh tí ha. Rồi cái vô nói đi. Em chào anh. Chào anh trước đi. Bữa nay mình ở nhà có đi làm gì không? Không có đi bán mà bữa nay hỏi mưa không có đi. Rồi, anh tên gì có thể giới thiệu cho bà con mình biết không? Tên Hiển. Tên Hiển ha. Tên họ luôn. Hôm nay anh Hiển được bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi dậu quá, tính 44 45 tính chưa hiểu nữa. Anh mà nghe nói là anh còn một lá phổi đó, lý do làm sao mà anh bị gì bệnh gì á, để cô bác mình nghe luôn rồi. Nó bị phổi có nước rồi đi chạy bị trúng lại đó.
rồi xuống mắc cắt là phải bỏ luôn. Anh có gia đình mà ly dị rồi đúng không? À, bà xã bỏ đi nay 7 năm rồi, Thì có đứa cháu nào không? con bé gái mà đi theo mẹ đó, Đứa gái là được nhiêu tuổi rồi, đoán chưa? con bé gái sinh năm 2014. 14, vậy là 10 tuổi. Rồi hiện tại giờ anh nghe nói là lúc trước anh cũng bán nhang đây, còn số nhang trời mưa rồi gió ế nó còn đây đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, vậy giờ anh làm gì có tiền để mà xây sở cuộc sống? Thì gạo thì cũng có ăn, anh chị thì cô giúp đỡ vậy thôi. Kính thưa cô chú, đây anh ở tạm một cái chòi ở đây, cái cốc ở đây cũng đơn sơ mà cái chỗ nấu cơm đơn giản vậy nè, anh sống có mình mà ông chú hai từ từ ở trong Kiên Giang ông đi tới đi lui vậy ổng thăm. Cái cốc của ảnh bây giờ bị bói ăn sập sệ sắp sập hết rồi. Cái này không phải cái cốc nữa, cái này là cái chài ở đất nhờ người ta nè. Đất này đất nhà nhà mình đó là Đất của ông bà để lại. ông bà để lại ha. Rồi chỗ này là cái phần để mình để mà chôn cất ông bà đây, mình cắt lên mình ở luôn đó ha. À. Rồi cái đây mưa ban đêm mưa rồi có tạt không anh? Cũng tạm ổn. Tạm Mưa lớn ổn quá thì ha. nó tạt. Mưa mà mưa thì không sao, có gió ha, gió lồng vô tạt. Chỗ nấu cơm mà cũng không có chỗ nấu nữa, trên cái giường cái Vậy bỏ vô qua. con hỏi chú hai vậy là lâu lâu cái thì tôi cái nhớ xe là này mình con đi bán ở nhang đấy đây anh. năm rồi, xe đi bán hàng. Xe này xe cũng quá cũ kỹ rồi, bắp thì à, vẫn trơn à. Nó làm xe trâu mà nó kêu cái cài để kiếm tiền ăn thôi. Mấy mấy bị gài mà bán ế không đi bán nữa. Đem tiền về cho Mưa đi bán không được. Còn ở trển đó thì ở dưới này cũng vậy, cái nhớ thì bây giờ nó bình thường nhưng mà cái bổn phận mình á, thành ra mình lo có trách nhiệm vậy thôi. Và đâu làm ra tiền mà tới lui rồi tiền đâu mà xây sở rồi ông hai, rồi ví dụ ông hai muốn ở đây để mà khỏi đi tới đi lui không hai? Nếu có cái điều kiện á thì cất lại cái trại làm cái gác, có cái chỗ ngồi tu rồi thiền định rồi mới được thì ở được, còn như vậy thì chỉ tới lui thôi. Chắc đó là cũng thiếu kinh phí đúng không hai? Bây giờ như tôi đâu có làm ra tiền, có mấy đứa nhỏ nó cho tôi mấy đứa kia, cái rồi lâu lâu tôi gom cái gì cho lại thằng này vậy đó. Nay thấy ảnh ốm ốm quá chừng ốm luôn rồi. Có một lát hỏi thì chắc cũng đâu có mạnh như người Nó thường. đâu có mần mướn nữa, phải mần mướn kéo gì cả, nó mần mướn như mấy đứa kia gì dậm lúa mướn rồi vậy đó, mần cỏ lúa mướn rồi. Nếu mà chú hai con cũng có cái điều ước là nếu mà có điều kiện mà có kinh phí cách cái chòi ở đây, cái cốc ở đây chú hai tu thì chú hai ở đây không có đi tới đi lui đúng không? Cũng đi nhưng mà ít đi, vì ở đây thường lâu lâu mình về trển thăm mấy nhỏ trển vậy đó, năm bảy ngày 10 ngày. Theo mà chú hai thì ông thích ở trong Kiên Giang hay là ở đây? Ở đâu cũng được nhưng mà tôi về đây chuyến này đó thì tôi thấy có được anh em mà tới đây để chia sẻ về đạo lý đó, thấy tôi thích ha, bởi vì mình có cái dịp để khuyến khích cho anh em đồng đạo tu hành đó, để mình lập thêm, mình tạo thêm cái phước đức á, thấy tôi thích hơn. Còn ở trển đó thì coi như độc thiện kỳ thân, vì cái xứ đó đó con người cái đạo ít ít người tu. Nay cũng là cái này nó xét ăn gì mối ăn nó một cái cây hết rồi ông hai thì mối nó ăn rồi đó, chắc ở hết cái mùa mưa này được. Cái chòi nhỏ vậy tới à, Tết rồi phải hai cha con này ngủ cũng chặt không hai, có cái giường một à, chỗ nấu ăn cũng không có nữa. đây tới Tết là phải lo cất lại chứ, không biết cất kiểu nào đây.
có tiền kinh phí để cắt nữa cũng tận nghiệp cho chú hai. Rồi cũng hỏi sơ sơ gì ông hai rồi cũng quay trở lại chuyện trò đạo pháp. Rồi hỏi nữa đi. Dạ kính thưa chú hai, cho con hỏi một câu là thầy có nói là trước cũng vì nhơ bận thế mà nay mới rơi trong bể hồng trần, hiện thời nếu chẳng tu hành sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Vậy kính thưa ông hai giải nghĩa dùm câu của đức thầy cho cô bác mình xem mình nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đoạn này là của ông Thanh Sĩ viết. Thì hồi sơ khởi đầu tiên á, nghĩa là khi cái quả đất này mà đã thành lập rồi đó, thì Đức Quỳnh Giáo Chủ khi mà ngài khai sáng của đạo Phật giáo Hòa Hảo á, ngài có cho mình biết đó, là Phật tiên thánh muôn loài vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy, siêu thân nhẹ tách đường mây, trầm luân quan nghĩa càng gây thêm hoài. Nghĩa là khi mà trái đất đã có, trời đất đã có rồi đó, thì bắt đầu mình đã có cái kêu bằng cái chân như đó, nhưng mà rồi mình bị vô minh nó cho nên mình mới mang cái thân này là cái thân giả để hưởng sáu trần. Rồi từ cái khi mà mang cái thân này rồi mê mang trong cái vô minh thì cứ tiếp tục tạo nghiệp, thì bị gì hả, mang cái thân này thì phải tạo ra cái danh lợi tình để cho nó sống cho nó hưởng ha. Mà hả tạo ra cái danh lợi tình thì mình phải tạo cái nghiệp, mà tạo cái nghiệp rồi cái nghiệp nó lại khi bỏ cái thân này thì cái nghiệp nó dẫn đi luân hồi. Cái lúc mình chết rồi thì cái nghiệp nó dẫn mình đi luân hồi chứ mình đâu có còn là được như vậy đâu đó, cho nên cứ tiếp tục trong cái cõi hồng trần này đó. Cho nên ông Ngân Sĩ viết cái đoạn đó là chính xác, nó là như vậy, mê man trong cõi này luôn ra không được, bởi vì mình quên con người thật của mình đi, chấp cái bản ngã làm ta. Thì cho nên có chỗ khác ông cũng viết thêm đó, và ông nói hiện nghiệp trước đang đền chưa dứt, kế gây thêm khổ nghiệp đời sau, dính liền xích buộc vào, luân hồi sanh tử cùng nhau nối liền cứ như vậy hoài. Nó trải qua cái chu kỳ này tới chu kỳ nọ, mà trên cái trái đất này nó tiêu tan lập quên cũng không biết bao nhiêu lần rồi. Chỗ khác thì ngài cũng có nhận định là nó tiêu tan trên mặt địa cầu đã bao lần rồi chứ phải đâu một lần, nó mà cho tới ngày hôm nay đã tới nữa rồi, nó mang cái kiếp tạm mà đến cái kỳ sàng lọc thì nó khổ sở. Nhưng mà nếu mà không giác ngộ mà chạy ra thì cứ như vậy hoài, thì tôi không biết chừng nào dứt cái khổ, mê man nó bỏ hồng trần hoài luôn. Thôi con cũng kính thưa ông hai đã chia sẻ, thầy cho con hỏi thêm một câu nữa. Thầy có nói là bởi ái hà là dây quan nghiệp mà danh lệ tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Vậy là cái gươm linh huệ như thế nào, nhờ ông hai giải thích cho cô bác mình xem chung ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con người mình khi mà mang cái thân này rồi là nó bị vô minh, coi như là vô minh thì đen tối, thành ra mình không thấy được cái gì hết, rồi mình chỉ cho cái danh cái lợi cái tình cái bản ngã này là thật, thì đó gọi là vô minh đen tối, nó không có trí huệ đó. Mà muốn biết được có cái duyên với Phật pháp đó, cái người mà khi còn có cái nhân duyên rồi đó, thì xem kinh xem kệ nghe lời của thầy tổ đã dạy đó, thì mới nhận thức được cái cõi ta bà này nó là khổ. Thì trong cái cõi ta bà này nó khổ trước nhất đó là cái thân của mình là cái giả, nằm ở trong cái sanh lão bệnh tử, nó là về phần thân ha. Rồi về phần tâm đó thì nó có bốn cái phần nữa là mưu cầu bất đắc, rồi lo ngại, quan tấn hội, ái biệt ly đó. Thì tôi nói đây anh chị em đồng đạo xét lại thế đó, khi mà sanh ra thì đã là khổ rồi, rồi lần lượt cho đến già, đến bệnh, đến chết, cái khổ đó bà con thấy coi như không có cái giờ nào mà không khổ. Lúc nóng quá chịu không nổi, lúc lạnh quá chịu không nổi, lúc đói cơm thì chịu không nổi, no quá chịu không nổi. Ông Thanh Sĩ ông cho biết cái chỗ đó, đói cũng khổ, không có ăn cũng khổ, mà ăn no vô rồi còn lo tiêu ra nữa, về cái thân khổ là sanh lão bệnh tử. Thì về tâm lý đó bà con thấy,
cái gia đình mà sum họp, rồi khi có một người đi xa hay hoặc một người chết đó, thì cái tử khổ, cái ái biệt ly đó, nó khổ vừa gì phải không, khóc lên khóc xuống, rồi chưa kể những cái khác, khi nghèo thì nợ nần, thân thể như chân chiên, đau đói nhà đất, vợ con thì đói khát, cho nên nó khổ, đủ thứ khổ. Rồi trên đời này phải chi mà con người mà thương nhau hết đó, rồi gây gỗ nghịch lẫn, khi gặp nhau thì mắc cỡ kim châm, thì cũng là một cái khổ. Rồi lo ngại, trong đó có bốn cái phần vì thân, vì bốn cái đều vì tâm, thì bà con sẽ thấy. Thì chưa kể cái thiên tai địa ách của cái buổi đời hạng quân này đó. Cho nên khi mình hiểu được rồi đó, thì mình tìm lại cái chỗ nào chân lý đó, thì như Đức Phật, Đức Thầy Ngài dạy biết bao nhiêu cái cách để mình mài gươm trí đó. Thì chẳng hạn như bây giờ trước nhất đó, thì làm tròn nhân đạo, giữ vẹn tứ ân, thì tránh vừa là tam nghiệp thì pháp ác. Rồi lần lượt đó, mình tiến qua tu cái tông tịnh độ. Rồi tông tịnh độ đó mình là ráng trì danh niệm Phật cho đến được nhất tâm bất loạn đó. Thì lần lượt cái tâm được bình tĩnh rồi thì cái trí huệ sẽ phát triển và hiểu Phật pháp, và mình tiến lên thì trở lại sống với con người thật của mình, cái chỗ đó gọi là hoàn nguyên phản bổ, mà ngay cái chỗ đó cũng là lúc thôi. Thì cái cách này trí huệ là mài lần lần là như vậy. Dạ kính thưa ông hai, thì con cũng có nghe một cái câu nói ở trong kinh, nói là thương cũng 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 khổ mà ghét cũng khổ, là cái câu ông hai vừa cắt nghĩa đó không hai? Thì con người ta sống với cái thất tình và cái lục dục, mà cái chỗ này Đức Quỳnh Giáo Chủ Ngài có dạy, Ngài nó thắng thất tình giữ vẹn đạo chung, trừ lục dục chế cho ô nhiễm, thập tam ma diệt bằng trí kiếm đó, cái chỗ mình nói mình mai đó, đó là sát giết rồi đó. Rồi thương em chú các bà con anh em thấy đó, khi mà coi trong gia đình mà có một người đi xa hay hoặc là một người chết gì đó, cái thương nhớ đó bà con thấy nó hành hạ mình cỡ nào phải không? Nên mừng giận thương rồi vui, vui cũng khổ, buồn cũng khổ. Cho nên cái thất tình này đó mình dẹp được hết, rồi lục dục thì 13 con ma này đó, nếu mình dẹp được rồi thì tất nhiên là cái trí huệ mình sẽ khai, mình sẽ sáng được, tức là được định tâm đó. Định tâm thì cái huệ nó khai nó vậy. Cho nên mừng giận thương vui buồn giác muốn, đó là chữ Việt ngữ. Hỷ nộ ái ố ai lạc dục là chữ Nho đó. Cho nên nó là ma không đó, trong tâm mình không chứ đâu, bởi chữ tâm là quỷ hay ma. Mình trở lại mình sống với cảnh bình thường, mình rõ được cái lý tuần hoàn, cái luật đào thải của tuần hoàn vũ trụ ha. Con người hay có sanh thì phải già, già bệnh rồi chết đó. Thì mình biết được rồi, mình tu tập riết rồi cái tâm mình nó trở lại cái an nhiên, cảnh nào mình cũng không có bị chi phối hết đó, thì mình thoát ra được cái cảnh khổ đó. Dạ kính thưa ông hai, cảm ơn hai đã chia sẻ rất là hay câu hỏi vừa qua. Thì cho con hỏi thêm một điều nữa là cái câu này của bên cậu hai thanh sĩ: dây quan ai lại buộc vào, kiếp này gây nợ chừng nào trả xong, đừng vì một khúc sân si mà gây quan trái kéo chì cuốn lôi, muốn ra khỏi biển luân hồi quả kia phải hái cho dòi đừng gieo. Thì cái quả đó là quả gì mà nó ghê quá mà nếu mà mình gieo thì nó nằm trong cái luân hồi hoài, thì nhờ ông hai chia sẻ. Cái chỗ này là tự mình tạo gây cho mình, mà cũng không ai bắt buộc mình phải chịu. Cho nên á, cái nghiệp thế này đó nằm ở trong cái nghiệp mê. Cái nghiệp mê thì tôi nói bà con xét lại thử coi, khi mà lớn lên, đứa trẻ sinh ra lớn lên rồi thì bắt đầu nó lại nam hay nữ thì có chồng có vợ, hãy có chồng có vợ thì sinh con đẻ cháu, rồi tạo ra vì cái bản ngã đó, chấp cái thân làm ta đó, rồi tạo ra chồng con vợ con, rồi tạo ra sự nghiệp tài sản. Thì anh em đồng đạo xét đi, cứ tạo không vậy chứ đâu có trả đâu. Mà cho nên các vị Phật và các vị là đã xuất khỏi cái cảnh luân hồi này, nhận thấy cái khổ chúng sanh, bởi vì Ngài nằm ở trong từ cái chỗ đó mà Ngài đi ra mà đó, cho nên Ngài
thấy rất rõ ràng, cho nên ngài dạy chúng sanh phải giác ngộ, phải nhận thức được cái cảnh đời nguyện giả, thân giả, của cũng giả. Nhưng mà bà, anh em đồng đạo xét thử có phải không? Khi mình thở ra mà không thở vô rồi không còn cái gì. Ông thanh sĩ ông nói cái tiền người yêu đứng cả đồng mà tiền chắc đầy sân rồi thì cũng bỏ hết, không có cái gì mà còn, chỉ đi theo cái nghiệp. Thì bị gì cái lúc mình còn sống mình tạo cái danh lợi tình, phải tạo cái nghiệp, cái nghiệp dữ không ạ? Cho nên khi chết thì phải đi, đi cái nghiệp đó nó dẫn mình đi luân hồi trả quả. Mà cứ như vậy đời này thì sang đời khác. Mắt tôi chưa rồi, rồi. Cách hôm hai đọc số điện thoại lên. Số điện thoại tôi sử dụng hàng ngày là 096 11 477 43. Dạ, cho con xin địa chỉ luôn ạ. Địa chỉ ở tại đây thì dạ. Ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Rồi cũng cảm ơn ông hai rất là nhiều. Con cũng chúc ông hai dồi dào sức khỏe, tiến tu cho đến ngày thành công đắc quả. Và xin chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn gần xa được dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Rồi kính chúc tất cả quý vị thân tâm an lạc. Rồi đến đây xin dứt lời và không quên nguyện cầu ơn trên Hồng An Tam Bảo, oai linh của Đức Phật, Đức Thầy, chăm quan chư vị luôn hộ trì cho tất cả quý vị được hưởng trọn phúc duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật.